bài thuốc chữa bệnh trí cực nhanh khỏi có thể tự làm tại nhà. Trong việc điều trị bệnh trí, nhiều người lựa chọn phương pháp dùng thảo dược, bởi tuy thời gian có kéo dài nhưng lại an toàn và không có tác dụng phụ. Trĩ là căn bệnh rất phổ biến, thường gặp ở những người đứng hoặc ngồi nhiều như nhân viên văn phòng, thợ may, lái xe. Bệnh trĩ tuy không ảnh hưởng đến tính mạng con người nhưng gây đau đớn, khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh. Trong việc điều trị bệnh trĩ, nhiều người lựa chọn phương pháp dùng thảo dược, bởi tuy thời gian có kéo dài nhưng lại an toàn và không có tác dụng phụ. Ở bài này, chúng tôi xin giới thiệu một bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng hoa hòe. Bài thuốc này rất hiệu quả trong việc giảm thiểu những đau đớn do bệnh trĩ gây ra và giúp bệnh nhanh khỏi. 1. Dược tính của hoa hòe. Hoa hòe còn gọi là hòa mễ, trong đó mễ là hạt gạo. Ý nghĩa của tên gọi có nghĩa là vị thuốc từ hoa hòe có kích thước chỉ bằng hạt gạo. Cũng theo tài liệu của giáo sư Đỗ Tất Lợi, trong hoa hòe có chứa chất rutin là một loại vitamin P. Loại vitamin này có tác dụng chủ yếu tăng cường sức chịu đựng của mao mạch. Chính vì tính chất này nên hoa hòe được dùng để chữa các bệnh xuất huyết như bệnh ho da máu, chảy máu cam, tiểu tiện da máu, ruột chảy máu. Ngoài hoa hòe, người ta còn dùng một số bộ phận khác của cây hòe như quả hòe, hòe giác. Quả hòe có vị đắng, tính hàn, quy kinh can, đại tràng, có công năng thanh can đởm, trừ phong, lương huyết. Dùng xác uống trong các trường hợp tỳ vị nhiệt, chảy nhiều dãi, trị mụn nhọt, phụ nữ bị nhọt vú, hoặc trị tăng huyết áp, trị di, mộng tinh. Ngoài ra có thể dùng lá hòe tươi sắc đặc tắm khi bị ngứa, lở, dị ứng, hoặc đem lá hòe độ chín, phơi khô, xác uống hàng ngày, trị mắt bị mờ. 2. Những bài thuốc từ hoa hòe. Cầm máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, phòng trị chứng tăng huyết áp. Ngày dùng 4-6g hoa hòe sao vàng hạm uống như nước chè. Chữa xuất huyết, chảy máu cam, xuất huyết dưới da, dùng hoa hòe sao đen, sao nhỏ lửa tới khi toàn bộ bên ngoài hoa có màu đen, bên trong vẫn còn màu vàng, hãm với nước sôi, uống như chè nhiều lần trong ngày, uống khi còn ấm. Chữa bệnh trĩ, hòe hoa 12g, trách bách diệp 12g, kinh giới tuệ 12g, chỉ xác 12g, dùng dưới dạng thuốc bột, mỗi lần uống 6-8g với nước ấm, ngày uống 2-3 lần. Bài thuốc này không chỉ dùng để chữa bệnh trĩ mà còn chữa các chứng xuất huyết, ứ huyết như đại tiểu tiện ra máu, chảy máu cam, chấn thương, sưng đau. Ngoài ra, với bệnh trĩ nên kết hợp thêm biện pháp xông hơi và ngâm rửa bằng thuốc. Bài thuốc xông và ngâm bao gồm hòe hoa 20g, chỉ xác 20g, ngải cứu 40g, phèn chua 20g. Cho tất cả các vị vào nồi, cho thêm nước sạch ngập thuốc, bịt miệng nồi bằng lá chuối tươi, đun sôi trong 10 phút. Sau khi đun xong, bắc nồi xuống, chọc một lỗ nhỏ cho hơi thoát ra rồi xông nhẹ vào mơi vị trí. Xông đến khi nước chỉ còn ấm thì ngâm rửa các bối trí bằng chính nước thuốc đó. Bài thuốc xông và ngâm này đặc biệt có tác dụng khi bị đau đớn do trĩ và giúp quá trình điều trị bệnh đạt hiệu quả nhanh hơn. Áp dụng một thời gian, bệnh có tiến triển tốt và khỏi hẳn. Lưu ý, khi dùng hoa hòe làm thuốc nên chọn loại còn đang là nụ, chưa nở thành hoa thì dược tính sẽ cao hơn. Không dùng loại hoa bị trộn thêm cành hòe sẽ làm giảm tác dụng của thuốc.